Thưa quý vị, liên quan đến vụ xe khách loại 45 chỗ bị lật xuống vực tại đèo Cùa Trò thuộc xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, xảy ra vào chiều 1 tháng 7, cơ quan chức năng huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông đã xác định nguyên nhân ban đầu của sự việc. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7, xe giường nằm loại 45 chỗ biển kiểm soát 61B02973 do tài xế Nguyễn Minh Hoài, 50 tuổi, trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 28 theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng sang tỉnh Đắk Nông. Khi đi qua đoạn cua gấp trên đèo Cùi Trỏ thuộc thôn 2 xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, thì xe mất lái, lao xuống vực, độ sâu khoảng 30 mét rồi lật nghiêng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 47 người, gồm 45 hành khách và tài xế phụ xe. Nguyên nhân tai nạn được xác định do tài xế thiếu chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện. Kết quả kiểm tra, tài xế không có nồng độ cồn trong khí thở và âm tính với chất ma túy. Để quý vị nắm rõ hơn thông tin cũng như nguyên nhân sự việc, ngay bây giờ chúng tôi xin được kết nối với anh Tuấn Long, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên. Xin mời trường quay kết nối ạ. Vâng, xin chào anh Tuấn Long. Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại đèo Cùi Trỏ thuộc huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, anh có thể thông tin về sự việc được không ạ? À vâng, kính chào khán giả đang xem truyền hình VTC. Thì vào lúc 13 giờ 30 chiều hôm qua, tức là ngày 1 tháng 7, thì tại km 1800 quốc lộ 28, địa phận thuộc xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, thì xảy ra tai nạn lật xe khách rơi xuống vực sâu khoảng 30 mét và xe bị lật nghiêng. Tài xế điều khiển chiếc xe thì là Nguyễn Minh Hoài, 50 tuổi, trú ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trên xe lúc này thì có 45 hành khách và chủ yếu hành khách thì cũng là đều là tỉnh Bình Dương và đi du lịch trên cái tuyến xe này. Hiện nay thì theo như là tôi được biết ấy, thì có khoảng 6 bệnh nhân là được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông và khoảng 2-30 người thì là được sơ cứu ở Trung tâm Y tế huyện Đắk Long. Và theo thông tin của lãnh đạo hai cơ sở y tế này thì hiện nay tất cả thì đã đều xuất viện. Trong cái đó thì khoảng 2-30 người nạn nhân ấy, ở Trung tâm Y tế huyện Đắk Long ấy, thì là hầu như là chỉ bị chảy xước nhẹ và bị sốc thôi. Còn đâu có 6 nạn nhân ở điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông thì là có 2 bệnh nhân nặng, đó là một là bà Nguyễn Thị Bông, 79 tuổi, thì bà này bị chấn thương rất là nặng, bị gãy tới 3 xương sườn, là xương số 4, số 5 và số 6. Tuy nhiên thì hiện nay thì theo lãnh đạo bệnh viện thông tin thì bà cũng đã được, do diễn biến xấu về sức khỏe thì đã được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. 5 bệnh nhân còn lại thì có một bà là Nguyễn Thị May, 36 tuổi, bị gãy tay thì cũng đã được bó bột. Cùng với 4 người khác thì sức khỏe cơ bản ổn định và hồi phục thì cũng đã được người nhà đón về chăm sóc tại địa phương là tỉnh Bình Dương. Ngay vào tối hôm qua thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông là Hồ Văn Mười, trưởng ban an toàn giao thông của tỉnh, thì cũng đã đến bệnh viện trực tiếp đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương nặng và trao một phần quà hỗ trợ các gia đình nạn nhân, cùng với đó là việc thăm hỏi động viên các nạn nhân để vượt qua cái vụ việc hiện nay. Ngay trong chiều qua thì lực lượng chức năng thì cũng đã vào cuộc để điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân cái vụ việc. Và nguyên nhân cái vụ việc thì đã được xác định, đó là tài xế Nguyễn Minh Hoài, 50 tuổi, trú ở tỉnh Bình Dương, là điều khiển xe là 61B02973 lưu thông là từ hướng Lâm Đồng sang Đắk Nông. Thì tài xế này trong cái khúc cua thì đã bất cẩn, không quá chú ý quan sát nên đã mất lái và xảy ra cái tình trạng là xe lao thẳng xuống vực và độ sâu là 30 mét và rồi xe bị lật nghiêng. Tài xế này thì là qua kiểm tra thì là âm tính với các chất ma túy và không có nồng độ cồn trong hơi thở. Ngoài ra thì về phương tiện thì chiếc xe khách này, phương tiện này ấy, thì mới được kiểm định và cũng đã mới được kiểm định ngày 21 tháng 3 năm 2024 tại trung tâm đăng kiểm 6103D của tỉnh Bình Dương, và đến ngày 20 tháng 6 năm 2024 là hết hạn đăng kiểm. Như vậy thì đến thời điểm mà xảy ra vụ việc thì là cái phương tiện xe khách này thì đã hết hạn đăng kiểm 11 ngày. Vâng, cảm ơn anh Tuấn Long đã thông tin về sự việc. Thưa quý vị, chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, bà Lê Thị Liễu, 66 tuổi, trú tỉnh Bình Dương, kể trong đoàn có 45 người cùng với hai tài xế, phụ xe xuất phát từ tỉnh Bình Dương ngày 27 tháng 6.
Nằm giường bệnh ở trung tâm y tế huyện Đắk Long, bà gặp khó khăn khi xoay sở với nhiều vết thương ngoài da, đau nhức khắp người. Bà Liễu kể khi đang chập mắt trên hàng ghế ở giữa, bất ngờ tiếng nổ lớn ở phía trước, sau đó xe chao đảo, tông vào giải phân cách, chúi đầu xuống vực chỉ trong tích tắc. Khi ô tô trượt dài xuống dưới, bà cùng khách trên xe hoảng loạn, la hét thất thanh. Cửa kính xe đập xuống mặt đất vỡ nát, nhiều đồ đạc, mảnh vỡ văng tung tóe trúng nhiều người bị thương. Bà Liễu nhớ lại, kính xe vỡ bắn thẳng vào người chúng tôi. Bị rơi xuống, tôi không nghĩ mình còn sống. Đến khi mở mắt, thấy xe nằm chênh vênh trên hố sâu, có thể rơi xuống lần nữa, nên tôi vội hét lớn cầu cứu xung quanh. Khi xe dừng lại cạnh bụi cây, dây leo, nhiều người dồn về một phía. Cơ thể bà Liễu bị nhiều người khác đè lên, không thể nhúc nhích. Lúc này bà cố gắng la hét để những người khác nhích lên, tạo khoảng trống giúp người phụ nữ chui theo cửa sổ bị vỡ chui ra ngoài. Sau khi thoát ra, bà được đưa lên xe cấp cứu. Đi cùng chuyến xe với bà Liễu, bà Lê Thị Bạch Tuyết, 65 tuổi, chịu sự va đập mạnh trong sự cố, song may mắn không bị thương. Bà kể khi đang ngồi ở hàng ghế thứ 5 thì đột nhiên xe chao đảo. Lúc này người phụ nữ nghe tài xế nói lớn, xe bị nổ lốp, mất thắng. Vừa dứt lời, ô tô chở người đã lao xuống phía dưới hàng chục mét trước khi đầu xe tông trúng tảng đá lớn dừng lại. Nữ du khách choáng váng khi va đập vào thành ghế trước xe. Theo bà Tuyết, thời điểm này hai tài xế còn tỉnh táo đã đập kính chắn gió tạo khoảng trống để mọi người chui ra. Cùng lúc, hàng chục cảnh sát cùng người dân lao xuống bên dưới kéo những nạn nhân bị mắc kẹt ở trong xe ra ngoài. Sau tai nạn, nhiều người dân cùng gần 50 cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu. Chỉ huy tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, trưởng công an huyện Đắk Long cho biết, do dốc nghiêng như thẳng đứng nên các chiến sĩ phải nắm lấy tay tạo thành lan can như cầu thang để nhiều người bị nạn đi bộ lên phía trên. Còn những người bị thương nặng, lực lượng phải cõng trên vai, cùng nhau khiêng lên trên. Để việc cấp cứu nhanh chóng, cảnh sát giao thông đã chủ động phân luồng, điều hơn chục xe cứu thương đến đưa nạn nhân vào các bệnh viện, trung tâm y tế sớm nhất. Như quý vị có thể thấy, đây là bản đồ của khu vực xảy ra tai nạn. Theo Thượng tá Hùng, xe bị nạn khi đang đổ dốc tại khúc cua hình cục tay. Khu vực này có nhiều dây leo, thảm cỏ dày như cái nệm đã hạn chế va đập lúc rơi xuống vực. Ô tô cũng lật sang một bên, trượt dài, chứ không lộn vòng, giúp giảm chấn động cho người ngồi bên trong nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Hoài khai do phanh xe không hoạt động, khi đổ dốc đã đâm vào giải phân cách, lao xuống vực. Cơ quan chức năng xác định một phần nguyên nhân là tài xế không quen đường, thiếu quan sát dẫn tới tai nạn. Theo thông tin tra cứu trên Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe bị nạn sản xuất năm 2007 tại Hàn Quốc, hết niên hạn năm 2027, cho phép chở tối đa 46 người có thiết bị giám sát hành trình. Xe được thực hiện kiểm định gần đây nhất vào ngày 21 tháng 3, hết hạn vào ngày 20 tháng 6. Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, trưởng công an huyện Đắk Long cho biết, do xe sử dụng trên 15 năm, theo quy định 3 tháng phải đăng kiểm một lần, tài xế nói vì chở khách đi tour nối tiếp nhau liên tục hơn chục ngày qua nên đã không xét xe đúng hạn. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt chủ xe về lỗi đăng kiểm. Thưa quý vị, đoạn đèo Cùi Chỏ nơi xảy ra tai nạn nằm trên quốc lộ 28 dài hơn 300 km, chạy qua địa phận các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông. Đây là tuyến huyết mạch ở khu vực Tây Nguyên, song quanh co, khó di chuyển, liên tục có dốc khúc khúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cũng thật may mắn vì không có nạn nhân nào tử vong. Và trên đây là thông tin về vụ tai nạn xảy ra tại đèo Cùi Chỏ, xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ tai nạn trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!